Nó đẹp chứ không? Đây là Lego phù thủy biển Ursula. Rất là giống trong phim từng chi tiết một. Còn đây là phiên bản người thật live action. Trong phim này thì các nhân vật được các diễn viên thật đóng, bao gồm mụ phù thủy Ursula. Nhìn rất là sang trọng và quý phái. Đây cũng là phù thủy Ursula. Đây là mô hình thẻ phân cô, cũng là phù thủy Ursula. Có hai con nương của bà ta đi kế bên. Nhìn rất là lấp lánh, chi chít màu kim tuyến rất là đẹp. Đây là hai con lươn tay sai của một phù thủy. Có hai đôi mắt màu vàng, một con thì nằm bên trái, còn con kia nằm bên phải. Hai đôi mắt này là mắt phép thuật, có thể giúp phù thủy nhìn từ xa. Hai con này là tai mắt của phù thủy. Và đây là một số mô hình nhân vật Disney khác. Cảm ơn các bạn đã xem.